Đây là một số anh em đang chuẩn bị dàn nhà sống rồi các bạn. Thì có ông anh, thì ông chủ của dàn nhà sống, thì xin giới thiệu đến các bạn. Thì các bạn muốn liên hệ anh thì sẽ liên hệ như thế nào ha? Đây là dàn âm thanh của Thanh Bằng. Anh em ở xa gần gì đó, có yêu, có nhu cầu về bên âm thanh ánh sáng gì đó, sân khấu rồi bên nấu ăn rồi dịch vụ luôn. Có nhu cầu thì tìm đến Thanh Bằng. Tìm đến Thanh Bằng nha, nhà sống Thanh Bằng. Địa chỉ ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Bây giờ dạ âm thanh nó chỉ là quýnh 10 thùng vậy đó. Là quýnh 2 cục đẩy. 10 thùng, 2 cục đẩy. Là một cục là 4 kênh. Mà quýnh âm thanh ra chất lượng đàng hoàng. Để hồi Tết nhạc rồi mấy anh chị hay cô bác gì nghe ha. Ở giờ yêu cầu của khách thôi, ở đây thì vùng quê mình không có tính theo giờ được. Mình là dạng như là mình thỏa thuận hay sao, giá cả mình thỏa thuận? Đúng rồi, giá cả thỏa thuận. Còn khách thì mình chơi thêm 1-2 tiếng không có thành vấn đề. Rồi, còn có muốn cái gì thêm với chủ nhà tự ấy. Rồi, anh làm. Cái này là cái liên hệ sao? Này đây xe tải của anh. À, cái xe tải, cho mướn xe tải luôn anh. Cho mướn xe tải luôn. Đây là cái quá trình là tài xế tự chạy ngang chứ anh không có chạy. Anh nhắc lại các bạn. Công luôn á, anh đàn luôn á, anh chủ âm thanh anh đàn luôn. Anh chủ âm thanh rồi kim luôn đàn nữa các bạn. Anh đàn luôn. Bây giờ làm cái dây này lên nè kia. Đây là cái dàn lo ha. Dưới đây là thấy là các bạn thấy là ở dưới đây là hai bát ha. Hai bát, bên kia hai bát nữa là bốn bát. Rồi, chép thì có sáu cái chép à. Bốn súp. Rồi. Chép BA hết. BA của Thái hết. Này cần mướn âm thanh, ủa là cái mướn cái MC á, thì mình có MC rồi. Có MC luôn. Làm chương trình bánh kem sinh nhật luôn. Dạ dạ. Cái đó là chỉ mướn giùm chủ nhà thôi nghe, chứ không phải là mình lãnh chung nhà nhạc để nhiều khi khách khó lòng mà nói lãnh có 1 triệu mà nói 1 triệu rưỡi ăn lời 500-700 ngàn, cái đó không có. Mình mướn giùm thôi là tự động, nó làm xong, MC làm xong rồi chủ nhà trả tiền. Rồi. Còn mình chỉ lấy tiền vàng âm thanh của mình riêng thôi. Nó vậy đó cho nó dễ. Bên đây bộ các bạn. Như thầy sáng có nói là ở đây là mình chuẩn bị cái dàn sân khấu ha, để cho khách đó tối người ta có cái nhu cầu ca hát thì người ta sẽ ca hát. Ở đây là cái màn hình tivi ha, màn hình tivi lắp lên. Để mướn dàn nhạc để phục vụ đám tiệc, các bạn vui lòng liên hệ Nhạc Sống Thanh Bằng. Địa chỉ: ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, hoặc qua số điện thoại 090 714 5186 gặp anh Bằng. Hân hạnh được phục vụ quý khách.